Mấy người này không ngon. Trò chơi tiếp theo sẽ tiếp tục là sở trường của tao. Nhưng sở trường của mày là chơi ngu mà. Ngu bà nội mày. Sở trường của tao chính là nhân phẩm. Phải là thỏ phẩm. Sao cũng được thằng phế phẩm. Hãy đón nhận thách thức tiếp theo của tao. Đó là Really? Really? Vẫn còn hết sợ tiêu. Gần như là end game đấy. Gần như là end game đấy. Lại còn ra Garen chứ. Thì mày game mày bị bịp rồi các bạn ơi. Run này. Caitlyn. Mày mày Garen. Mày mày Kenshin. Rồi. Ui. Cái cú xoay này tao gọi là cú xoay mắt tay nhá. Cú xoay mắt tay.